Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the Empire of Rome. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is of the size of war. A few by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. One day I finally know my soul. One day đang có mặt tại bảo tàng Met. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất nước Mỹ và Vân đang ở trong khu gọi là có rất là nhiều những cái tượng cũng như là những cái đồ từ rất là xa xưa mấy ngàn năm rồi. Vân đang có mặt tại trong một cái khu bảo tàng rất là đẹp của Hy Lạp cổ đại và trong cái khu này thì có rất là nhiều những cái tượng cũng như là những đồ dùng từ rất là xa xưa rồi mấy ngàn năm rồi. Và như khu vực bên kia thì có những cái hầm mộ nơi mà chung rất là vui. Ở bên đây thì có những cái tượng rất là nổi tiếng nha mọi người. Hôm nay là gì?